Hello, mến chào cả nhà nha. Bữa nay mình dẫn hai anh bạn làm chung lại. Bữa nay mấy anh em làm kèo đánh đội nha cả nhà. Đúng đó. Anh tên gì anh? Thắng Thịnh Thành. Anh tên Thành. À. Thành. Mình với Thạch bầu nha, mình với lại anh Thành chung bầu. Mấy anh em mình đánh đội đồng 100 điểm nha cả nhà. Thật thì có, hình như có lên mấy clip rồi. Có anh Thanh bữa nay. Tại rồi quýnh để phê nên chạm bài. Rồi bình đề ba nha cả nhà. Bữa nay mấy anh em làm kèo xương xương 4 chai nước uống thôi nha cả nhà. 4 chai nước thôi, đừng gài bệnh thì bữa nay dắt anh Thanh xuống tính gài bệnh với lại anh Thanh vô 10 tỷ số đi chứ. Trời ơi. Không được bệnh ơi. Từ từ muốn ăn, từ từ ăn chứ. Ví dụ như tao thả kèo này đi rồi mai mốt tao ăn đó. Ui ơi, đá tính luôn bữa nay mình với lại mấy anh em mới ra ca luôn, về ghé luôn mấy anh em giao luôn trận chơi cả nhà. Tính live stream mà biết sao không, live stream kiểu không có tập trung, trận này không tập trung là thua bệnh liền nên trận này phải quay phát lại nha cả nhà. Anh Thanh quýnh luôn nha anh Thanh. Em sao cơ, bệnh quýnh ngủ y không à? Thôi lên đạn, một pha lên đạn. Anh cứ đạn cơ kìa qua rồi, ra được á. Cái cơ đó hơi bị méo á. Anh lấy cái cơ này nè, bắt được. Để em vô em kêu cho xong lấy cái cơ chiến của nó ra cho anh Thành. Ở lấy cái này nè. Mấy cái cây đó là mấy cái cây cũ không à, anh lấy cây mới này nè, anh đánh vừa tay nè. Tự muốn ngủ phải gì. Một điểm rồi. Thì tự ngủ nó nè. Trò đúng luôn nè. Ba đang quay clip nha con, không có ra nha bé Trang. Ủa cái cây cơ đâu à Trà Son? Đem cái cây cơ đó ra đây coi. Ráp luôn đem ra nha. Rồi để vô gà ăn nè. Ủa để đi luôn hả? Vậy được hả thật. Ai như bệnh vật trai quốc quy. Gỡ ra ráp lại luôn. Mọc trời ơi chết rồi. Thôi sát chơi vậy, dễ chơi. Hey. Ba. Anh thằng tôi giờ đứng rồi, nhịp chân cứ để đồng đội tôi đánh tôi. Cứ để đồng đội tôi đánh. Tôi khỏi cần đánh. Mời của ai là? Tao! Ê! Nó bắt trước cái đường của em nữa chứ. Bộ, ai kêu, ai kêu quýnh ra chi cho để bị lộ, tao bắt trước. Tao biết đường đó luôn. Còn vui hiếu tà lâm nha. Năm. Này mới dễ lòn mình. Dễ lòn lắm. Sáu. Lòn mày xui chị. Đi vô đi. Ráng chứ. Tôi cầm lên tôi tài sẵn nè. Chắc ăn dữ bệnh. Ê đó rồi hả? Ừ đá phụ. Nghe vô ra nè. Nghe luôn. Nghe luôn đi. Ui 6 điểm.
này lộn, cười với 4. 64. Rồi sao nữa Bình? Kéo luôn rồi đây. Em nổi đâu, Bình làm sao kéo nổi? Mà trái này chắc hết đường rồi, chỉ còn đường kéo thôi thôi chứ. Tính như Bình. Quá tốt. Rồi bạn này quýnh gộp dữ trời. Ờ. Tự mình làm khó mình. Trắng không có tay. Chứ tục trắng là đúng rồi. Đúng rồi, tôi quýnh trắng là đúng rồi, nhưng mà giờ làm gì có tay quýnh. Không thấy nào quýnh được. Tứ Quang còn đường cuối cùng. Tứ Quang rồi, dư rồi, không cho được đâu. Hết hai rồi, trúng nào. Ôi ngon rồi anh Thanh ơi, kéo đi thuốc cái là làm thạch bệnh luôn. Đừng có cười coi. Ôi là bỏ không biết đánh rồi. Ủa, để cầm cầm cơ rồi là có biết rồi ơi. À, anh Thanh chơi cây cơ cổ luôn cả nhà. Ồ, bị cuốn ấp phê quá. Trời ơi, hay dữ vậy trời. Ai quýnh được đó. Quýnh đường đó, nó thủng mới chảy. Tê, bệnh tê luôn. Đừng sao bắt mờ. Đừng sao bắt mờ, nó chứ da vào gà, đừng sao bắt mờ hả mình. Trời ơi, đại lúc mà thiệt. Mờ thiệt, thả anh Thanh kiểu đó. Kèo này kèo này nhẹ quá, thả bệnh đi. Để một FP thôi, nửa trái. Chỉ như đứng, mày đứng dậu lại. Chạy dậu rồi, chạy lên. À, vô dậu rồi. Không bây giờ cũng quy tốt rồi. Quy đó cứ để một hay nửa trái tự động chạy về. Thành ra miếng. Muốn hai mang nhỏ về bể cái đầu. Chết thầy mình chứ. Khổ thiệt chứ. Trời ơi. Thế đâu em quýnh dày quá. Ở mạnh luôn đó. Để bi nhá. Ờ sao. Rồi. Để gì anh. Thầy mình cái lột cái. Quýnh mang dư. Quýnh được nhôm nè chứ. Ừ, quýnh nhôm. Này quýnh nhôm dữ trời. Không có tài, phải quýnh đỏ rồi chứ sao quýnh trắng. Ủa quýnh trắng luôn. Đứng hàng ngày. Rồi, điều bi hay quá ngay rồi. Ngay hết cu lê luôn nè. Thấy hả? Sao giống còn cu lê được quá ta? À. Còn cu lê được. Rồi. Đổ lên chừng miếng nữa là hết cu lê. Quýnh dữ bệnh, bữa nay lâu lâu dẫn hai anh bạn làm chung xuống quýnh quá à. Mày mốt rủ ha, sao dám đi. Chửi em trời. Mày muốn gì, mày ngủ gì nghỉ không? Ừ, phải vậy mới được chứ. Ừ, thiếu một miếng rồi. Ừ, thiếu một miếng rồi. Vừa thôi. Tôi quýnh sao? Quá hay rồi. Quả đủ mà quýnh được chứ, không lẽ mình để vậy đồng đội chạy được rồi, thấy không? Okay. Nãy giờ vô thấy anh Thanh là thấy uy tín rồi, bởi vì mới dám cáp kèo với anh Thanh chứ. Chưa?
quá hay rồi anh Thành ơi. Đúng chắc cũng có anh á. Còn là chút xíu, chứ không có quá đại đâu. Trời ơi. Cháu y thì khó thiệt. Cháu y này chỉ còn một đường á, cụ đê băng hoặc là kéo thẳng qua luôn. Đó, cái đường đó là đường gì? Trời ơi. Đường A đâu ơi. Giò nè, nè nè. Rồi giò nè, đó. Đừng để thêm gì quá nha. Hai điểm hay gì? Quýt dê dài dài trắng chút, đừng mỏng quá, mỏng quá vui quá. Dừ quýt nổi hay dừ. Hay rồi, hay rồi. Đừng để gì đó thêm quá. Rồi khó. Cái này quýt đổ qua. Cái này quýt đổ qua dễ lòn lắm. Nửa trái. Mà không phê. Một băng hai hai băng. Hay quá. Quá chính xác. Vô cái này. Vô gà ép phê con tre. Nửa trái. Vô gà ép phê con tre. Nhẹ nhẹ thôi. Má tính kỹ chỉ nè. Thật cũng kỹ bi. Về luôn á. Ừ. Xuống luôn. Trời ơi xuống luôn. Chết. Có bị ra cắm mỏng. Bây giờ nếu đúng ra nè, đánh dày hơn nửa trái nữa mới ngon. Là cái trái bị trắng chạy theo luôn. Một. Gấp. Gặp rồi. Hên rồi. Anh bữa nay là đi 1-2-1-2. Cầm liệu gắn. Hai. Ủa thì hôm nay có điểm rồng, hôm nay lúc 1-2 đang ẩn người rồng. Ba. Thẳng luôn con. Sao thẳng được? Bốn. Trời ơi. Chết rồi. Còn được cái lỗ thử kìa. Cái lại sao mà chui được. Ông quýt về đó. Trời ơi. Anh nghĩ sao hả? Bao lòn. Bao lòn. Năm. Tại ở trong cháu mắp lòn chứ. Mấy bao? Năm năm. Là như hùng chứ. Sáu. Trời ơi. Đá cái nữa. Ừ. Vậy đi. Thôi dạ. Vậy nó mới xuống nè. Vậy đó. Trời ơi. Sáu điểm. Sáu nữa 16. 16, 15. Là ok. Vậy là sao bệnh quýnh? Gì anh? Chai 247. Dạ. Hai chai 247. Trà Sơn ơi, ra làm nước Trà Sơn. Ui, để bây giờ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Lạc mông á. Anh Thành nói, anh Thành nói bệnh xem thường anh Tha, anh Thành quá. Cái đó là sao, anh Thành cũng đúng được. Sao kéo? Lẹ đi Trà Sơn ơi. Trời ơi dữ luôn. Gửi thằng này. Một điểm bây giờ luôn. Làm gì ba? Làm hai chai 247 cho chú mà kìa. Ba chai. Ba băng nhẹ nhẹ thôi nhưng mà FC nhiều nhiều chút. Đó rồi. Cái này cúp băng cũng được đó. Cái này khó lắm nha. Cúp ba băng cũng đá mà cúp băng cũng đá. Sao mà được cúp? Bởi vậy ba băng thì còn hên hên là không đá trúng được. Nó vậy đó. Mỏng quá. Ôi đừng đá, đừng đá. Qua đó. Không đá đâu. Ủa bi rồi. Căng bi quá, căng bi rồi. 17, 15 hả? Lộn cái lên nè. Đi con mời nữa. Đi mày. Ta làm rồi. Ta làm rồi vô rồi. Trời ơi quá trời. Đúng xem nè. Đừng đá không? Không đá ngủ bi này chứ. Nè rồi sao quýnh. Rồi lấy gì quýnh luôn. Hết đường luôn à. Hết đường luôn à. Thứ ăn trên đây nè. Thứ ăn nào nghe này là dữ lắm. Bây giờ nặng lắm.
kéo dữ tới mới nổi. Trả lại không trúng à, chui luôn á, chơi chắc năm chục điểm mà vậy chứ cái này cũng bi này hậu từ nào không bay vũ dạo nào chỉ còn đường cuốn tròn thôi này bay vũ dạo nào rồi đúng đi luôn à, đừng đá ngang chỗ dễ trời ơi, đá gì vậy không đá trúng thưởng đá được bắt nghe đó đó. Nè nè nè. Thôi gõ lọt. Ngủ quay à, ngủ quay à. Chạy đi, chạy đi. Này thả ra mà không có nhức. Nè nè. Ngủ tới. Này chứ. Đẹp cái xuống dài dài cái chút. Ngày đó cái chịu. Ủa. Trời ơi, hay dữ ta, chết rồi. Ráng chứ đừng bệnh chửi. Bệnh chửi dữ lắm hay gì mà thật sợ rét dữ. Ờ. Sơn mới đúng à. Mấy à, sơn. Được, sơn được. Sơn, sơn ngọn được đúng á. Đừng để phê, mấy cái đó, đừng để phê. Để phê nhiều, nhiều khi như á. Rồi, nửa trái gạch vô ăn. Nửa trái cái chuyện lòn nha. Nửa trái luôn. Sẽ chơi. Sẽ thiếu lắm phải không? Lên luôn cắn ơi. Cái nữa nè. Chơi chơi chỉ. Vậy chứ cái này tại khắp hết đi. Bào luôn. Ngay lúc nè. Trái nãy hở rồi còn trúng. Trúng nữa trái ép hơi chú xuống. Không phải đâu. Thấy không em nói ngay lúc này nè. Anh nói đây là sáng. Vậy cũng được không? Ngủ y quá, ngủ y rồi sao quên. Hai cơ đẳng cấp là cứ để ngủ y. Ừ thiệt. Nhưng mà 20 cái này cái là tôi làm cây chục cái tôi lên 30 nè. Chục cao rồi. Hả? Ừ. Chục đi, câu gì luôn hay gì? Tôi này trúng rồi, tới là theo rồi chứ đâu. Lòn luôn chứ trúng này. Trâu luôn hả? Mày không lòn tôi chịu cho mình. Bên này dễ lòn. Thấy lỗ mình mềm chết. Rồi, lòn thiệt rồi. Dầu à, cái dầu à. Rồi, sao gặp tăng, sao gặp gì vậy? Cái cút luôn à. Sao mà nó lại cái giấy lại. Ăn đứa mà nó chạy ra tay nè. Còn hai đâu nữa chạy ra. Chạy trà xanh nữa, chạy xót ơi. Một. Đứng nào tử. Sao đi, đứng mạnh lên. Hôm nay có ai chim không? À, đang quay clip. Này, này mới like rồi. Ừ, đúng rồi. Ra làm nước coi trà son. Ra làm nước, ra làm nước lẹ. 4 điểm mà. Tao tao đi được được rồi. Chai trà xanh, rồi gì nữa không anh? Chai sữa với chai trà xanh. Hết rồi. Hay quá anh Thanh ơi. Bảo là trời ơi, anh nhìn là anh biết anh Thanh quýt ghê lắm rồi. Hên quá, tôi bắt đầu đúng người. Anh Thanh nói là đâu quýt không được đâu, dám vô kèo với bệnh được. Có gì tứ có trò rồi gì mới có để trứng gì được. Bạn có đồ anh tứ không lỗi đâu. Ba hả? Ba coi chừng ngang trò ngang cái trò là để bi đó ngang thật ơi kẹt dậu chúng luôn cái đó bị kẹt dậu á bác dài thứ rồi đó thế cái này là tứ không đúng nè tứ rồi tứ ăn tứ gì tứ đá nè đừng có dày quá nữa tứ văng đá thôi nè đá nè chạy rồi lon rồi lên luôn lên luôn thở ra miếng à cũng được tham nè đường này về trúng chứ tham gì lòn lại lòn sao được mập đá lại có chết chứ
Trời ơi chết rồi. Cơ hội mình đây. Mệt đó, 22 để bây giờ. Ngày rồi. Cho gà. Thằng lười băng này. Ủa ngày mà cun băng thấy đường không nội. Ừ rồi cun băng sao để phê được. Mệt mé quá. Cỡ lon. Không. Đây ấy về. Chai Pepsi chai 247. Chai chanh. Phải báo dữ luôn. Giật lại rồi. Ừ. Mình trời ơi nãy phải biết sao cơ bệnh ngon, bệnh nãy ru không trời. Bữa nay bệnh ru dữ. Anh đang nói trời sao cơ bệnh sướng dữ trời. Bây giờ ăn trứng cút của mình không? Đó. Không biết đó đâu. Rồi rồi. Rồi nha. Sao sao giờ có làm mấy tờ số không? Mình biết luôn nè. Tại thấy cơ anh Thanh là thấy vô kèo rồi. Làm luôn. Làm luôn. Làm luôn. Làm luôn. 3 điểm. Giờ mà làm 4 tờ với số đi, người tờ vui rồi. Làm luôn. Rồi. Giờ lấy 4 tờ số ha. Mạnh với mình. Rồi, rớt cơ là biết rồi, cái kèo này giờ là dính cửa rồi. Cũng đi. Thấy không ạ? Trời ơi. Thôi bữa trong đường thì còn cũng vậy đấy. Rồi lấy cho con 4 tờ chung chung đầu lóc. Đây lấy rồi mình lấy đi, lấy đi. Rồi để bây nha. Ê trời ơi tưởng đâu. Hở coi. Ừ. Trời ơi. Không chữa lỗ. Khó thiệt luôn. Kéo nó đỏ nổi không ta. Rắc nổi em cần nè. Nè anh bệnh mua hả? Bệnh mua tặng người ta. Một coi bên nào khô là từ giờ là tiền nước luôn. Vậy hả? Rồi tiền cho số vậy đó. Mình trả tiền chưa? Chưa đã hả? Chưa. Qua đã chưa? Ủa trả số đâu ta? Chưa. Đây nè. À, ai có tiền gửi giùm anh? Nè. Gửi giùm anh trước 4 tờ số. Tính tiền trả số lấy tiền ra, mắc không? Lấy tờ này coi thôi. Rồi, thật tính đúng mình đó ha, 4 tội lại. Đảo đời. Ai uống được đó. Rồi, lòn luôn à. Lòn rồi. Quá, kéo. Nghi gì? Quà mày chạy mà. Chạy. Ghim vô. À. Mình tới vàng. Lẩm xuống chui. À đúng. Đây. Số 1 yếu. Ừ bệnh này cũng nhôm dữ trời. 5 chai ba. 5 chai hả? Của ai 5 chai? À ở ngoài đó hả? 3 chai 247 với 2 chai kia phải không? Là nhiêu ta? 56.000. Vô lấy tiền thối ra cho ba luôn đi. Kéo ngày dầu trúng á. Một băng hả? Hay dữ trời. Vừa vô có dây số, có dây số quýnh ghê vậy. Mình tính hết rồi. Chắc nãy chắc thả cũng đầu gà kẹo số hay gì nè. Quả luôn. Thôi. Không sao. Đây này khó chứ. Mấy ca đá luôn nè. Quá quýnh rồi, quá quýnh rồi. Mời chứ bạn.
mời cái gì đâu ra mời. Ồ, nó cứ nằm xuống mặt ra điểm đỡ mời. Mà nó phải đem lên cái này cứng kiểu tao. Cứng nằm. Mỗi lần mày hay quá em, không lòng cũng sợ chứ. Nãy nói nghe mình. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Vậy. Nên nó ngon quá bảy con ta thì cơ bảy nữa là ngon. Tôi nè, có cần kéo thả một băng nhẹ thôi. Thiếu quá. Ừ, thả nhẹ thôi. Thả cái chừng lòn á ngang. Thiếu. Thầu xém lòn. Cho đỏ về nhơ nữa nè. Về đỏ nha nhơ. Tôi muốn ấy là đánh lực mạnh chút, còn không tao hãy nhẹ thôi, cái đỏ nó nằm đây luôn. Mày chạy đánh chỉ kìa. Ừ, bệnh chỉ quá, không có chạy chỉ đi. Chơi chạy chỉ quá. Rồi rồi rồi, vậy là bây giờ là ừ. Ai tự do không chỉ luôn. Đúng rồi, vậy mới được. Chơi chỉ bò không có tập trung gì được hết trơn, rồi. Ôi cái này ngủ quy luôn trời. Chết. Cái này sao quên. Sao hết trong cái chảy đâu. Trong cái chảy rồi. Thì ra đám về nè. Đi ai đám hả? Rồi thiếu nữa. Sao giờ quýnh ngủ quy không vậy trời. Quá trúng cái đó mình chảy luôn. Rồi ngủ quy luôn. Lệ lắm. Bệnh sổ đỏ chứ cũng lê gì. Nổi không? Rồi, hay dưới trời. Bệnh vô với số quýnh ghê quá. Mai mốt không có để bệnh dụ vô với số. Ôi, kiểu thả bớt hay gì chứ gì? Thả bớt anh Thành ơi. Căn bì quá, đội bệnh căn bì quá. Chơi sẽ thua hay gì quýnh bi không trời. Quýnh tờ số. Thôi. Quýnh tờ số. Tám ngàn cái gì trời. Ờ, bóp tại số với lại bóp chai nước 80k. Ăn chỉ nữa hay gì vậy? Chỉ nữa hả? Tính chỉ, bệnh kiểu khoái chỉ. Quên, xin lỗi. Nhiều khi không cho bệnh chỉ thật quýnh ghê. Chỉnh chỉ thật quýnh không được. Bởi vậy, chỉ hồi đó, mấy cái tiền đó quýnh. Bởi vậy? Dạ, có. Cái này khó thật. Cái gì quýnh được? Ơi về luôn không nãy giờ cũng bi không luôn á không quýnh được. Ê đúng rồi ôi ơi thiệt chứ con thầy cái này vợ với con hả? Bà nội với con này thề chi tao đau được nữa dư từ không nổi luôn lên luôn mày lên sát ra ra tao luôn thì bi luôn kìa chứ. Sao giờ quýnh dở dưới trời. Nãy giờ máy cơ không có điểm luôn. Quýnh tay 4 đi dày. Đi nghe anh ơi. Quá 56 ngàn. Anh đặt đắt mình với nhau sao là hai người kiệm của nhau à? Tiền mình nó giác không? Chắc là giác thì sao? Nó nhậu không đủ tay vậy không? Nhậu tôi là cho nằm nó luôn với về nổi nha. Rồi cái lát xe nè. Tại vì giờ ăn nhậu mà quýnh điện. Lát xe quýnh. Cái thấy quýnh à. Mình cứ thấy nó trúng là mình quýnh tiếp à. Chứ bị nó cái nó nhiều mà. Ừ. Thấy đúng à, thấy trúng là lầm. Trời ơi, quýnh mỗi đấy. Hai nữa. Cái bị nó thấy quýnh nhất kẹt. Sổ đỏ gì? Dư thiếu rồi. Dư rồi.
lọc biển nhẹ bể tiền thôi nhẹ cái giờ đó 6 triệu á bút sờ bánh nhiêu vị coi coi chiến đó đại thì đại còn nhiêu vị đầu đo ngay à lắm ôi 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 vậy là mình bắt trúng bồ rồi nó không có cầm luôn nữa đầu đo ngay quá ghê rồi quá ghê rồi ở tự tin thêm luôn nha bởi tự tin lên thêm tố thêm 4 tờ số đúng là không có lầm mình không lầm ăn cái luôn cái đó đúng rồi ngon luôn chứ gì ngon là ngon cái bên đừng có sợ nè cũng hay được anh cái vàng đá bông nè quên nãy giờ không chạy gì nữa em nói gì chị tục tần đúng rồi thả bớt á rồi rồi sao quýnh luôn trời ừ, ơi sao A Băng nè A Băng hay dữ lắm á ngàn khó lắm á em chỉ nè anh đánh lên đây vòng vòng lên đây nhẹ nhẹ thôi nằm nó nằm ra đây ngủ y hả quýnh đường ngủ y hả quýnh mà dạy cho hột trái á đúng rồi hay quá có đơn giản vậy thôi mà hình dưới đừng khen đối phương phải nói đối phương hên đi chứ khen đối thủ thủ cũng ghê lắm đúng rồi ờ ừ có nhúm nhích không ra quá không thấy bởi vì anh gì vậy nãy giờ mới thấy con trái này dễ dễ quýnh mà không biết quýnh trúng không bọn anh nói dễ ha nói dễ thôi chứ không biết quýnh được không nè khó sơn lắm được sao mà dư luôn rồi trời ơi dở dữ rồi trời giọng mà dễ hơn thằng trai mà chạy vào đây khó sợ đây dễ chứ mà sao quýt dở dữ này chứ kiểu vô bầu quýt tê hay sao quýt không được không có phê vậy mới được mình ghét mà bệnh ơi đang gà kèo nãy vừa vô lên liền kèo 10 tại số luôn chứ bộ gì nha hay quá tàu ơi nãy biết vừa vô bệnh chứ 10 tờ số là mình làm luôn là được rồi trời ơi dễ ngủ y mà ngủ gì bây đang sao ngủ rồi không ngủ rồi da sao quấn còn lời cái dậu nữa kìa lời gì vậy một ăn là một ăn chứ lời gì ý nữa một là một ăn hai hai là quýnh đâu đây phải không không này lời thiệt này à, một ăn lời thiệt nè ờ vậy lòn để là ngủ bi chứ ngủ nè ngủ nè nãy giờ mới thấy vò gà nè xuống luôn đó xuống luôn đó xuống luôn trời ơi thiệt xuống miếng nữa là ngon miếng nữa là ngon rồi ngủ bi hơn sao chưa rén mập hết cách rồi ừ điểm một luôn điểm một biết ngắt luôn tờ không được chất quất nổ ăn băng mốc 31 10 cơ 8 nãy giờ 10 cơ có 1 điểm nè 7 chứ là 18 bây giờ quýt không được luôn 7 ê đừng đá nghe đúng rồi 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 rồi, rồi. Lấy gì quýt luôn tao nói à quýnh ba băng lọt dậu rồi bắt lên trời ơi kẹt trúng luôn rồi hên bi dữ trời biểu diễn cái mát xê phải không nghe nó biểu diễn là biết mát xê rồi có bắt băng không còn rồi
Tao nói lòn rồi. Trời ơi, một pha mắt xê quá hay của mình. Quá dữ, quá dữ. Lòn đẹp hơn trúng nữa mình. Không, cái vì đó tính ra quýnh đoạn đẹp hơn quýnh trúc. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Kỳ ta. Đừng ăn chết luôn. Ừ, sơn nó thấy gì vậy? Sao? Cù lê đè đỏ lên chứ sơn gì. Tôi đánh hay tôi với anh đi. Dù khá, mình, thôi bỏ phần 2. Mình giống như cơ đầu, mình đánh hay cơ đầu đi. Dụ không được thôi. Dụ không được đâu. Lệ mạnh quá rồi. Coi coi, chắc để đi. Cái này chắc để đi chắc rồi. Hai đèn thì đè. Hai đèn thì đè. Trời ơi, xém. Xém miếng miếng. Thật này quýnh ghê trời. Không ra mình với thật có ly liễn đâu. Không có đâu, bữa giờ thật có quýnh đâu. Vậy sao quýnh? Hên nữa chứ anh sao lùi ảnh hơn nãy giờ. Liếm không? Ừ hết rồi mập. Rồi nãy giờ mới thấy hên được trái bi. Cầm ở đây nè. Gạt quá. Thằng còi cười khè 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 nãy giờ. Hai. Rồi bắt qua kia rồi. Nhẹ quá. Kệ nhẹ còn được một ăn. Thôi. Có chặt thì chạy lại. Này sao trật trật chạy đạn trời. Ba. Tô cái tẹt coi cái đầu đóng luôn. Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Ê. Rồi sao trô dữ vậy? Còn khóc đã phê dằn rồi. Ba điểm. Sao nay dở như trời? Tô lớn lên. Lê đỏ đi. Lê đỏ cộng luôn Lê băng đó. Cái bên... Trời ơi sao kỳ vậy? Hết được luôn rồi. Thử con cá. Vậy quýt trật. Thử con cá. Đá cái. Ừ. Đừng hết nha. Hết đi, hết đi, hết đi, kệ, hết đi. Hết rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Cái này không hết là quýt sao trật. Thế đó mà không hết là đường đâu trật thế đó. Một thì cũng như hai. Trời ơi, tự tin nữa. Vậy điểm luôn đi, điểm hai luôn đi chứ một như hai chị. Vấn đề ba không áp phê. Rồi. Sơn luôn, chứ quýnh trắng lại lòn. Tự ở quýnh trắng lại. Quýnh trắng lại. Quýnh trắng lại mà sao trúng đỏ chứ sơn gì. Hay hay để sơn tưởng nó gặp bên kia chạy qua chứ. Ờ nếu sơn là quýnh nhẹ chứ trái đó quýnh vậy là biết quýnh trắng lại. Tẹt cơ đúng không? Vậy là nhờ tẹt cơ chứ. Tẹt cơ như rồi. Cái gì? Sơn hết ần rồi. Quýnh dữ bình. Quýnh vậy là mai mốt không có kèo chụp tệ số đâu nha. Tao bữa nay tao phải giả thu hay gì mới có lên kèo. Anh cũng phải cho em kiếm cái cờ chụp coi. Cái cờ chụp rồi sao tao theo. Ờ rồi sao. Này quýnh sao thì cũng lê đỏ xuống dậu. À xem một băng, xem một băng. Hay quá rồi. Cái này dễ lòn lắm. Đầu đỏ lại như mày. Bệnh thấy trúng lại mày không tê trời, mấy ngày qua bị trúng làm cho cái giờ không tê. Kỳ vậy? Không
là... thấy trộn lại cũng còn ghê nữa chứ. Mà hôm qua là khác, bữa nay là khác. Hôm qua khác. Bữa nay chạy luôn mà. Dư. Thấy quá nặng rồi, thấy rồi nè. Không được điểm rồi, có đẹp quá thế này. Cứu em anh Thăng ơi, cứu em. Hai bạn ngọt dạo bỏ. Không được cơ mười mà. Cơ mười rồi, tí nữa sao đi được seri. Cứu em anh Thăng ơi. Cứu em anh Thăng ơi. Đúng rồi. Bệnh hãm rài, cứ lại lụm em hãm rài ly đệ rồi. Vô ra. Giò nữa chứ. Thần giò nè. Để cho Bảnh lại quýnh giò. Cô Lê hả Bảnh? Bảnh làm gì chắc. Làm gì chắc thật quýnh cô Lê không được. Đúng rồi. Đó. Gặp tôi là hết phản. Chứ thật quýnh trạc chắc. Bị thế thằng không? Thế để bì nè. Rồi. Hay quá ta. Lê nữa hay gì vậy? Thấy mà. Còn thấy hay còn sơn được ha? Được, thật cứ thợ sơn mà. Khó làm khó. Chưa. Cái gì đội không trời. Ừ vậy. Có đội tao quýnh hay vậy mà cái chê tao dở quá. Thật là nhờ da Bình không có cho chỉ thật mới quýnh được chứ Bình mà chỉ thật quýnh không được đâu. Mẹ. Cặp tàu mẹ đi. Cặp tàu. Cặp tàu chiếm. Cái gì đó. Cặp tàu chiếm. Cặp tàu chiếm. Cặp tàu chiếm chứ ạ. Cấp tầm chứ nó nói gì chẳng quên chiến thôi. Rõ lò à. Tao quýnh tiếng lò luôn rồi. Quýnh điểm. Bị đâu quýnh dày nó lò phải rồi. Quỳ quá quỳ vậy sao quýnh. Tạm nó chật lên cho. Không, canh ngưỡng chứ. Mấy tán rồi, dân đã tao băng là sao hẳn. Rồi à. Giận tê chứ sao quýnh được. Đúng rồi. Mập, cái này bệnh quýnh quá tê. Mấy cái đó không khác gì dạng như dân đánh liếp để rồi gà xuống giá sầu hẳn. Không được học, chúng ta bài trước mặt. Ui, sườn không. Rồi, que. Dứ. Hai. Tham dữ rồi, Mập. Tham gì, kiếm đường trúng chứ tham gì. Nó trúng chạy vừa trái là như ông chết luôn. Thiếu. Ba. Xem thiếu. Chạy tới dọ cái không mà lại này nghe cái lỗ luôn. Bốn. Sáng chứ bệnh quýnh quá rồi. Quýnh thả ra cái này bệnh chạy luôn đi. Năm. Ngồi ghế thật, đứng trên sàn. Thật ra tao quận liền giờ. Quận gì nữa? Sáu, thật ra ăn lòng mép. Vậy mà cũng hên. Đỏ không đi. Đúng rồi. Không mà còn được ở băng. Ở băng sao thật cái nè. Bảy. Tám. Ủa đây là tới thật không? Tại vì dư luôn rồi. Ờ, à, chín, liếm, liếm. Mười. Ừ.
11. Hở ra. Rồi. Ơi. Sao? Hết trạc phải không? Ủa 10 rồi phải không ta? 11 hả? Vâng. Đâu có hay chứ trời. Làm ăn chứ trái đó quýnh sao? Đấy đâu là bằng hay chứ nói gì. 13. Rồi bắt con tổ. Chết. Không sao, nhẹ mà. Mười bốn. Nghe bóng không? Không lẽ xui. Ừ, chạy nghe bóng kìa. Ừ, xui. Ừ, sao bạn làng chứ à? Bạn làng. Sáng quá đẹp. Đây là nó làm gì ngay? Ơi, ơi, thiếu phê rồi. 14 điểm. Bằng luôn rồi. 49, theo. Ủa? 36, 50. Ừ, không thấy xuống đây, tưởng đâu còn ở đây. 50. Vậy cũng được chứ có đâu. 50, 51. Trời, vậy mới hấp dẫn được chứ. Ừ. Ngủ y, ngủ y. Ôi. Giờ này cũng chắc còn ngủ y nữa, chết rồi. Con trả tay được không? Con đánh gì? Chắc kỳ vậy, chay chay ngủ y. Ngủ. Trời ơi, quá hay rồi. Bây giờ đúng rồi thôi chứ giờ sao? Quên không anh em, quên điểm đi. Đạt được không? Kỳ trời. Một béo coi gửi vô cho cha. Ừ, ngủ quy luôn rồi. Anh bảo không có tê mà anh ấy muốn tê ăn xong. Đừng mốt. Nó mốt đều rồi á ngang. Thật không tê nè chứ bệnh tê. Không đâu ngay coi. Sao đi nói vẫn tê. Thật đúng bài luôn cái đẹp. Thật thật quýnh ham sợ đi bi không dám một băng đỏ một băng trắng về đỏ luôn rồi gan hay quá thở ra cũng đỏ thở nhiều lên dễ kéo hay quá hay. Giò. Ủa, nó định đổi lại vậy á. Có đẹp. Không giữ lại là chạy mất tiêu rồi. Định lại vậy á, có được. Ăn nếp bên kia, ra là xong nhẹ rồi. Sao nói vậy, qua mình quýnh thịt tăng kìa. Hôm qua thì... qua bị tê. Sao mà nói? Nói vậy mà em qua quýnh thắc văn thì dễ quý vậy nha. Quýnh cho tại chỗ ngày ngủ. Thời tiết hôm qua không tốt. Có ngày đánh tốt, có ngày đánh tốt, có ngày đánh được. Đúng rồi. Có ngày đánh hưng phấn lên với lại đánh kiểu như bi theo. Có ngày mấy muốn mình đánh cổ lên rớt luôn. Hầu như có ngày đánh tệ, hồi nãy mình. Mặt này quýnh hay chứ. Mấy lần? Mấy đó. Bánh bì ra bì gì gom không? Gì giống thả một băng hay gì vậy? Ủa làm gì vậy? Thấy để cây đầu cơ trên đầu luôn. Cái bì đó anh thả một băng trắng là bị được. Trời ơi, con tay bị dính lại luôn, giờ bẻ dính vô trong tay luôn. Cái bì đó nó thả là thả cái đổ ra. Giờ bẻ, giờ bẻ cái ngón tay dính vô. Cái bì đó anh đánh thả con đổ ra bây giờ. Chết à. Bởi vì anh đánh đổ á, trúng không? Cái đổ anh đang phá rồi. Dậu trộn rồi. Dư thiếu đâu hả? Ôi, dư rồi. Sao? Ngủ quy, ngủ quy. Da này quýnh ra ngủ quy rồi. Đừng có một băng đỏ ngủ quy nữa nha anh Bình. Dám quýnh được đỏ lắm à.
Ba băng phải không? Ba băng để bi nha, nói trước. Thì đó, quýnh mạnh lên, ăn được hai đường. Rồi, hay rồi, hay rồi. Xém. Chưa quýnh mà sợ để bi, quýnh một băng cái đó tạch rồi phải không? Hay quá rồi. Rồi. Ngay nghề. Ngay nghề mát xe hả? Ngày thế phải không? Tính mà ăn đây, ăn đây. Ăn sao ăn nha. Trái xài đó hôm qua thấy chín mấy bữa nay. Trời ơi, hay dữ trời. Trung mới đi bẻ xài có tí xíu mà tỉnh lại. Kì ra. Sao mà phải không chạy không đi mấy. Rồi, tôi thấy kìa. Quýnh về rồi, tí nữa sao có kẹo với Trung. Chạy. Đó, đúng bởi chạy. Vậy dưa thôi mình ơi. Chọc cho mình xì mà không xì ra. Ờ. Ngủ quay luôn hay cái gì anh Thạch? Anh Thạch. Sao ăn làm từ 7 nữa là khỏe. Sao mà mấy cái đó đi không ra một con mà không ra một con. Nói vậy. Đúng rồi. Quá hay. Sao nãy giờ tôi để cái ca nội cũng có điểm nào tới không? Điểm không có điểm quá. Ừ, đi được không cho ta đi. Tao đi, bà làm cái khó không luôn á. Ôi, quýnh già không cho ta đi. Ôi, già đi được, không? Đi được thì ôi, để ra ta đi với mới vui chứ. Cái này kéo vào không? Già mà cứ ráng canh ngủ bì không sao được. Ừ. Thiếu luôn. Vừa ăn ra. Không phải công nhận để bà cái khó không mà anh đánh đúng luôn chứ. Gì vậy? Vô đây nè chị ơi. Ăn cái chân ngọt, cái gì? Xài. Xài gì? Hả? Tiền rét. Ủa sao bữa người này thu bữa người kia thu ta? Đúng rồi. À, mới thu đây mà sao? 2 tháng hả? Phải không? Thu hôm tháng 3. Bây giờ tôi nghĩ là lòng. Cái cháu bi nó làm sao mà lo được? Cô đi la cũ đây chứ. Không có nhớ. Trời ơi, như vậy. Mấy rồi? Nhiêu rồi, nhiêu rồi? 65. 65 năm 3. Dư 4.000 lẻ. Vậy thôi. Ủa, 68 năm 3. Tiền lẻ nhiều hơn cái tiền em có 20 luôn. Không có luôn. Có này. Ờ, đó. Rồi. Tái quận, tái quận. Ơi ngủ quy luôn trời. Thế này sao quên.
không nổi luôn. Dạ cũng luôn. Ừ gơ, nãy giờ ngồi một buổi trại 10 phút luôn, tới lượt gơ quýnh trực lách. Cái đại thêm 10 phút nữa. Chết được. Ăn đi trời ơi, chứ giờ lại ngáy rồi ăn đi chứ. Ăn cái mất tập trung quýnh không lại bệnh, thua kèo này. Đường nào? Mình nói kèo này em bảo đường nào chết. Không? Rồi hay. Rồi giờ quyết đoán dưới trời. Móc dầu dưới đây nè, mở hết được rồi. Vậy ha. Thằng này chắc không xong thiệt à. Xem một xíu nữa. Chứ thiếu nữa là đỏ đá ra rồi còn. Ừ. Mình là tự mình làm khó mình. Bị gì mà giờ bẻ ta. Từ đá đâu cần. Thôi ngon à anh Thanh ơi. 71, 53, tại cái gác gần 20 điểm dữ rồi trời. Không nữa. Đáng ra nha. Tí tí à, anh Thanh quýnh theo không kịp á. Trời ơi, 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 đúng rồi. Cái tung thì nó không sao hết, cái quẹt kia nó thật. Hồi bữa nay cũng ghê chứ. Xe này tới giờ về luôn rồi. Đúng rồi. Tới giờ, tới giờ về gì, bữa nay em bệnh mới ra ca mà. Bây giờ em bệnh. Em chở thật ghê đúng không? Anh đi về tao mà. À, bệnh giả bộ chở thật về đi chạy kèo trung chứ. Chạy gì? Không quên lên hồi anh thân ảnh chở thật về. Không gì quấn là đĩa phải có là đĩa thông mà ai cũng chạy mà chứ đâu phải. Ăn hoài chơi. Tại vậy mà. Ăn hoài chơi hoài rồi. Bởi vậy. Bởi chơi sao mà để bị ăn hoài mà chơi hoài. Chứ hồi đó anh thấy không? Chắc em 20 đó xuống em anh dài xuống quýnh hết lại hai đó. Đó bởi vậy hồi quýnh cơ thì theo ngày cơ thì tiết thật bữa nay quýnh hay quá trời hay còn như cái cơ đẳng cấp của ta là nó khác rồi nó không có đánh theo ngày ta cũng theo ngày đó đúng chứ đúng chứ à. Đâu phải hồi nào cũng vậy, hồi nào cũng vậy, lúc nào ta cũng đi vậy hết, sao thua được. Không có cơ nào mà không theo ngày, không thời tiết hết. Mấy giờ ta ca? Mấy đi. Hai viên này chích nhẹ qua cái trắng trộn rồi đó. Chích nhẹ qua thiếu, cái đó chạy qua cái trắng ra. Quýnh đường này. Quýnh đường này hay lắm á. Quýnh đường này ngủ bi nữa. Quýnh giờ riết rồi ngủ bi không rồi sao quýnh. Vậy vô gà gì? Chết được. Nó xui cái nó rớt ngay đây nè, chứ nó rớt ngay đây cũng trúng. Kéo lại đi mở chút la hoài rồi năm bằng. Đá bụp. Không đó. Này quá. Lọt dầu luôn. Đúng rồi. Mập. Anh nhịp giò coi. Anh ngồi là kia bắt đầu đi luôn vậy. Ta hey. Bạn ngồi nè nha. Ngồi nè. Thoải mái à. Giờ hết dịp rồi. Thằng gần quá dày. Điểm không? Ba hừ hên. Hở ra miếng. Bệnh nẹo. Trời ơi, thôi xong luôn rồi. Ba điểm. Yes. 5-7.
Sao đâu cũng dày cũng được đâu, có gì đâu. Dày mỏng cũng được. Dày thì cũng đâu. Đỏ cũng nằm dưới đó không chứ có đi đâu. Điểm giờ canh không chính xác. Ừ. Bà kéo được về đi bỏ. Tứ ông về mới đúng. Về nhà không? Vụ không được à? Vụ chứ cũng da ghét người ta cả 20 điểm rồi người còn ở đó vụ. Thế thầy con già lên bảo rồi. Cuốn lê vô có nhầm. Bà gọi quan nóng tôi trời. Chơi chơi hồn mất đích. Thẳng ăn luôn. Ờ à, đúng rồi. Chạy cũng chịu. Bây giờ chịu thiếu là chứ ở lại đây nè. Hồi sơ lúc này. Sợ thua hay gì hùng dữ rồi Bình. Ủa, ờ đúng rồi. Bệnh này, bệnh này quýnh. Bệnh này quýnh chứ rồi bắt trước mạnh quýnh da hùng dữ đi chứ. Đâu biết gì đâu. Hai người. Cái này chắc ba chồng được. Chắc ba chồng luôn hả? Chắc ba chồng được. À. Chắc là mặt ra chồng chắc ba chồng. Anh là nó hả? Nhưng bò mày người nó nói người. Nó chắc nó có 25 giờ của chắc là cái xuống ở đó. Ba chồng. Thầy nó bỏ lâu quá nha. Quýt dở đi nha mà. Nó không làm dành quýt đâu. Quýt màu bắp đâu. Không là đâu quýt da đâu. Rồi, bữa nay sao cơ thật thất bại quá, cũng bị không. Từ giờ cơ hai còn không có. Hai trời giờ xong luôn. Quýnh hết được luôn, bởi quýnh ăn bò quýnh tạt chừng dài cơ là hết quýnh được luôn. Lâu quá. Tới vậy mà còn quýnh trạc nữa à con. Quýnh chủ yếu là nhốt luôn cái lỗ này nè. Xuống chạy được nè. Kéo qua rồi nha, không chạy luôn. Kéo qua cái chạy luôn á. Quýnh gì quýnh nhan mà không có chơi cốc đầu hủ bi được rồi. Không có chơi canh tọt tọt trạch trái hủ bi luôn. Đừng đá nữa nghe, để cho bệnh trúng. Ừ bữa nay mà đi theo cơn bình là ngon. Giảm lỡ. Té dậu ra không nha. Hay quá anh Thanh ơi. Cắt điểm mà mình chết hay gì vậy? Ờ, cắt điểm mà đi hù nữa. Thiệt. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Để coi coi có là kèo được không ta. Trời ơi là kèo phé re. Lạc xong trận này là tê luôn. Hay rồi, vậy là ngủ bi rồi. Giò này mình. Giò này mình, đúng rồi. Giò đó mình. Quýnh đi mình ơi. Chứ giờ không lẽ quýt trắng. Quýt đổ qua, hoặc là cúp qua cũng được nữa. Cúp e gì? U lê này. U lê đi. Trời ơi. Trời ơi. Vậy không đá luôn trời. Ghê thì chứ. Không bóng được không? Bữa nay xanh quá xanh nè. Bữa nay bữa nay thật xanh quá. 63-80. Giữ cha nội. Đá lên. Ông kêu hùng. Trời thôi thôi thôi. Vậy rồi lấy gì quýnh? Rồi, ngủ quỳ không. Sao lấy hả? Ba nó sao hả? Trời, sao mà. Số 3. 381 cái nhiều, vẫn là 73 chứ. Kiểu cái đóng à. Mập. Thì cây này nữa 73 chứ gì đó không phải. 73 gì cây này nữa 93 chứ 73. Quýnh 93 quýnh sổ luôn á. Hai. Hai bò đi hết được rồi. Trời ơi sao xui dữ vậy.
cù lê bé mình mới đúng thẳng biết cù lê ở đâu bà không biết cù lê này chứ thôi bốm rồi nhai bắp luôn ngạc kế làm những lời bảo há mà thấm á là rơi chứ luôn trời sao mỏng dữ người ta bốn điểm 6-7 chết cơ hội mà không biết tận dụng này quýnh tính quýnh tán về chứ đó hết tin xét cái gì vậy? Có băng hay gì vậy có băng hay giúp trời sống giờ góp hai một con lê hay cơ mà chính nè lạc mồng riết mà thua bữa nay thua thiệt dở quá đã không rồi dạ điện dạ điện ui trâu thẳng mặt trâu phải rồi rồi ngon rồi ngon rồi anh Thanh ơi trời không sao không sao không sao ngủ quy ngủ quy thật vợ điện này quýnh không được đâu Thu Non không cho Thu Non nửa tiền thôi vợ còn làm mà điện gì kìa vợ mới điện kìa cái gì vậy hả đó tiêu rồi đừng nghe những gì tao nói mình đừng nghe những gì tiêu rồi bữa nay quýnh da mình về trễ thế nào tiêu xin Thu Non đi tính nửa tiền à trời hay dữ vậy mà vợ thua là tung quất rồi đó xin đây xin tôi non nửa tiền đi giờ sao nói từ từ anh sắp xong rồi rồi câu giờ bây giờ mình phải câu giờ mới được đang tê rồi bây giờ kiểu vợ điện hói rồi tê rồi thả bỏ cũng được như vậy thả chấm luôn được rồi thả luôn chạy chút đi đòi về rồi lòn luôn tiêu rồi ê ờ nó cán gì chú ê nó cán cái cục gì ơi ơi cái cục cục lên mở ê cái cục đó là không đúng à trời ơi anh sao ủa cái gì vậy đâu có vụ gì à nói lấy điểm rồi khó luôn mà trời thiệt chứ giờ này không ghen mắt xê đâu nè đặt một cái nè trước mắt là trái đổ riêu riêu qua đây trước nè quýnh ăn móc đã đi quýnh ăn móc đất đó nè hai hên lại rồi trên ba đi lộng giờ đèn quýnh hết được rồi còn bên giờ trái ba kỹ là quýnh chậm câu giờ chứ anh đi đâu bốn về rồi hai giờ ừ hết tiêu thật bữa nay rồi bốn nữa 71 tấn tư chết rồi nè ta gửi thành cú lê trời đứng ôi thôi xong luôn rồi bốn nữa ngay luôn nè ngay luôn ngay sơn bốn nữa 71 ơi bây giờ tự nhiên sao giờ quýnh kỳ ta thôi này đó nó đúng ra là cu lê nhôm nè đúng rồi cu lê nhôm đi thằng gì ơi không chịu cu lê Chứ vậy cũng vô gà rồi không chịu tham
thế rồi à, vậy tính ra trái mình trật không ăn trái mình mình trời ơi tiêu bò mình cũng tê luôn. Anh Thành có ai cũng mới đang nhắn tin hà trong nhà với Thật. Vợ mới nhắn tin hay gì á? Thật giờ đáng à. Mẹ ta cũng còn đúng được. Thôi biết hết được rồi. Vợ điện biết hết được rồi. Nói rồi xin thu non chứ tí nữa không có cho thu non đâu. Vậy mới ta. Ô chết. Là tất cả. Là cái lỗi dạng. Đúng rồi. Mập trời ơi sao xui dữ vậy. Lên luôn. Cô chú. Ờ vậy là cũng chà nản rồi. Thôi đi về luôn đi làm. Mày rồi đây. Này. Cái này Bình với lại Thật tê hết rồi, ráng. Cái gì đi về hả? Đi về hả? Về thế hả? Thôi nói đủ luôn chứ. Tao hết 2 rồi. Chết rồi để bay luôn. 2 điểm. Sao muốn thiếu 2 dữ vậy? 73. Tao đủ đúng luôn nữa chứ. Không có thả được. Vợ tê còn hơn gì chứ. Về ngồi không? Về đâu? Về. Đúng rồi, về đó. Đang về đó. Lục. Nhẹ nhàng, không có làm tạc. Ủa nổ luôn, ghê ta. Ủa Đẳng ơi. Vô quýnh bộ quýnh được, kỳ trời. Hay dữ Bình. Hai thôi, khúc cuối quýnh nhiều sao được. Thật chịu quýnh hết được rồi anh Thanh ơi. Tớ 7 ghi 83. Tớ 7 ghi 83 cũng được. Thật ghi 83 đi. Rồi anh Thanh giờ quýnh hết được luôn rồi. Quýnh chặt trái không vậy anh Thanh? Vô đỏ, đỏ yên sao quýnh vô thiếu. Quýnh luôn rồi. Ngay vô ra nha. Quýnh. Rồi. Tại giờ nó đỏ trời. Đúng rồi, đi đi cà phê mới vừa nhiễu xong. Rồi, vợ điện quýnh hết được luôn rồi. Em quýnh hết được rồi, quýnh hết được rồi. Ui, xong luôn rồi. Mắt ra ảo rồi. Quýnh đổ. Đích là dễ bảo. Để đồ lên phụ chứ có gì. Mập. Để đồ lên phụ lên đi cứ. Để đồ lên phụ mà, quýnh phụ lên. Này. Kỹ lên coi. Sao quýnh giờ quýnh kỳ vậy? Nghe luôn. Nghe thế. Ba. Thật ơi. Xuống dữ hả? À? Ừ, cũng lê được khắp gì. Lê không kéo chặt nữa. Đó, đó. Ôi, trời ơi. Thôi. Ê, bãi bà. Trời ơi, tham nữa. Thiệt chứ. 3 điểm. Không quýnh sao, quýnh vậy thua phải rồi. Thôi. Này quýnh không được. Hai hả? Dạ. Dạ dạ. Mạnh chứ hơi nhẹ là nghe bóc luôn rồi. Dạ. Là trong tham hả Bình? Tham này thì tham, ráng đè đỏ xuống. Nhiều rồi Bình, đủ luôn kìa.
Tham. Tham quá. Ủa sao không sơn băng dài à? Anh Thanh trên nó sơn băng dài được người ta. Mấy trái gương vô lọ thì có được mấy cái xe chưa được. Ờ tê hết rồi. Tê quá là con anh giết mình. Ubi không thì chứ quýnh sao được. Dậu này về dậu kia. Vô dậu kia thiệt luôn à. Trời ơi không nổi. Ba bạn tính quýnh ba bạn ăn trò. Thiếu cà phê. Quýnh hết được rồi, giờ quýnh đường nào cũng có trúng ha. Dạ, 10.000 quá. Cho bệnh đủ lẹ cho rồi. Hay nhưng mà bị đá rồi. Cơ hội anh Thanh ơi. Tiêu à. Anh Thanh tôi cứu không cưới. Anh Thanh thả quá, gài độ bệnh gì đây nè. Được. Trời ơi, thầy có điểm hả? Một điểm ở đây. Có điểm hồi nãy giờ, từ hồi vợ điện tới giờ mới có điểm. Thầy ngày sau là kèo nổi trời. Còn 24, còn 9. Ừ. Cứu. Xuống luôn không? Xuống luôn không? Vậy đó mới được. Xuống luôn miếng nữa trắng, miếng nữa. Trời ơi. Nhựa trái này ngon rồi. Xe này không có nó đi được cái mùa. Nó đi có cái chín ít ngày. Có một cặn cái mùa làm bốn lô cơ bình thường. Từ không nổi. Rồi xong kết thúc luôn. Sự kết thúc gì bình? Cái này dễ lắm bình. Trời ơi, vậy bắt đầu kết thúc. Tưởng nó cái gì? Sát vô. Sát vô. Vậy là kết thúc rồi ha Bình. Mất tập trung quá, mất tập trung quá. Không, chết, chỗ này là chết. Một. Cái hỏi nha. Trời ơi, cái này quýnh gì, cái hỏi. Cái cú thì quýnh đấy đó. Trời, giờ quýnh gì được nữa, cái này cơ hội. 77. 77, 87 hả? 92. Trời. Tốt à. Trời, ngày giờ có cú luôn. Kéo luôn, lòng chịu. Kéo luôn hả? Luôn quất luôn. Ừ, nãy giờ không chỉ, bình chơi xấu quá. Chơi thua quá. Hay gì chỉ không vậy? Chứ bọn nghĩ là thằng Chơi tao ráng quá, vợ tao điện, tao ráng quá. Ừ, chơi sợ thua, chờ chỉ. Thôi, vậy em. Thấy chứ, bây này quá là bắn rồi.
Tao đó không trúng là lấy gì quýnh. Bắn nó mấy chục đồ đi. Ừ rồi tao. Thằng kia nhập nó rồi. Con có lũng bàn. Làm gì lũng bàn được. Mấy à? Ba đi. Chạy trên bảo này hình ba đủ cái tê hết ráng chèo nha. 9577 hả? Lên bả vỏ lắm còn phải đỉnh đi chỗ này à. Mập. Chết đó nha, nhưng mà chết đâu nha. Phải đỉnh mà. Ai, quá mạnh rồi. Kỳ gì ta? Ba. Nói ra. Bốn. Rồi, ăn xấu. Nói luôn bị này dễ đánh nha. Thì ăn sát. Ăn sát thì sợ đá. Thì nó sợ đá được. Thấy chưa? Năm. Không, bây giờ quýnh cửa sao này. Sáu. Sáu. Láng kì à, tao ô cơm đi. Cổ năm điểm đoán làm gì. Đủ luôn nè chứ. Đủ gì bi nè, kéo vô cái dàn chạy theo nè. Ừ, hồ mình dư thiếu luôn rồi. Ờ, à, 7. Trời ơi, hãy lên nữa chứ. Lâu quá. Lâu. Đúng rồi. 8. Đi vô. Rồi. Tha lơ nè, quýt hoài. Rồi. 9. Chết. Bảo giờ ván lắm. Đi vô. Để quét đại lộ cái này. Bà lưỡi trang trang hồn dữ lắm anh. Rồi này. Ông quét lỗ chuyên mất dữ ta. 10. Chết cái thằng chết đâu. Tặng cái sớm lo nghe. Mười một. Thì đẳng cấp thì đi coi đủ đi chứ buông ra điểm là cũng chết đó nha. Trời ơi, ê, ê, chưa bỏ. Rồi. Rồi. 11. 88. Cơ nữa chứ gì. Ăn hơn bia. Ui, bia da ngon vậy quấn chặt. Thiệt chứ. Cốc đầu ơi. Cưa băng. Cái con A băng. À, A băng. Thôi thôi ghi sao. À, trúng cái đó ngủ đủ là hay. Trúng cái đó đủ là hay rồi. Cái đó quýnh đường đó trúng ghê. Bình hay quá. Có mặt luôn không? Ôi, dò, con sớt được mà. Sơn phải chừng dư luôn. Sơn hai quýnh ba băng. Nghiên cứu dữ trời. Ừ, Sơn trúng ăn trật ngủ y chứ gì. Rồi đi. Hai con má.
Thầy sao? Thầy điểm trường á. Ông đi chơi ca đậu ông tập một cái câu vàng đó. Trời sao mà tặng để đi là thế. Trời ơi thầy. Rồi hết đá gà là gì? Hết đá gà. Hết gà rồi. Một điểm đi vô. À nãy giờ đá gà hả? Này gì nãy giờ coi suốt. Đi vô. Anh Thanh có trật trái không trời ràng gì chắc nãy giờ bị mấy gà hành hay gì có trật trái không? Ủa bi này khó lắm rồi. Bia này trúng được điểm là mình nhốt luôn hả? À không, suy nghĩ lại đi, đừng có suy nghĩ nhốt ở đó. Suy nghĩ nhốt ở đó là tính là quýnh trạch á, mới suy nghĩ nhốt ở đó. Thấy chưa? Suy nghĩ quýnh trạch mới tính nhốt. Chỉ là đánh nhẹ thôi hiểu không? Chứ không phải là chỉ. Bảo tôi quên tôi quên. Trời ơi, quên ngủ bi mà. Quy. Chứ tôi đó anh đánh tận là con hả? Quy rồi. Biết mà nó không trúng là mà đánh nhẹ thôi. Nhiều khi nhẹ nhẹ nó cũng trúng nhưng mà nó nhốt mình mà nhốt bị mình trong bó luôn hiểu không? Bóp. Rồi rồi. Xuống luôn được Giang. Thằng ơi bị nhẹ kéo lon nè. Lon rồi chết rồi. 95. Chín mươi lăm anh đi hai nữa là còn ba. Mày đi hai mày đâu đi hai. Thôi anh đi hai chứ. Vậy là còn ba. Vô. Vô để quên. Yếu rồi. Hai. Bạn này cũ gan lắm. Thấy mấy anh em thiếu tập trung quá nên mình giờ mình tự mình cứu mình luôn. Trời ơi làm gì á Bình? Giờ Bình đập ly rồi. Đó là đứt để đó đi để Giang làm biết. Rồi làm gì Bình? Bạn không để dục. Chết rồi. Bạn để. Rồi mới nói mới quýnh có mấy điểm ta? 3 phải không? Mới quýnh có 3 điểm mà làm gì ghê vậy Bình? Trời ơi. Chơi gì chơi hù tới hù cỡ vậy trời như sao tâm lý đâu nữa quên. Nước làm gì giò kìa. Ôi chết. Để đi. Rồi, đi Giang ơi lấy cái chổi quét giùm cái này coi Giang. Để đi Bình. Để lượm mấy miếng bự đi. Thôi giờ quýnh giờ sao quýnh được mấy trái này. Ok đem một miếng nữa kìa. Rồi hết rồi. Bốm. Bỏ sao đi chờ quýt đó. Rồi ra từng miếng thôi. Rồi. Ôi. Chết. Bỏ này xuống cái tột út. Anh mới dính mà khỏi vậy. Năm. Trời ơi, văng lòng mép. Năm nữa là... 7. 3. Tao nó bị kéo rồi, tao nói nó bằng kịp rồi. Trời ơi, quýnh xong clip này các bạn ơi, tao quýnh mà đập ly luôn rồi. Ở vậy, quýnh đập ly luôn. Đập cái ly tụi ta. Ở đâu hay dữ rồi thôi. Thiếu đâu cũng đòi. Sao? Ở ra. Bảy. Trời ơi. Đỏ lên luôn rồi. Cái này khó như ta. Nhìn cú rồi, khúc cuối mà. Tám. Đáng chứ trời, còn có 4 điểm trời. Đáng chứ, trời ơi, khúc cuối. Đâu, 8, 9 rồi. 8 nữa là mới có... 3. 3. 8 nữa còn 3. Còn 3 điều. 8 nữa là 96. Ủa, 89 hả? Chỉ phần 4. Đủ luôn cái này coi. Dòm số 88 nè. Đầu bộ 2. 9. Còn mấy? 2.
còn 2, còn 3 đúng không? Tao mới cái nó còn 3 giờ ta thêm điểm thì còn 2 chứ sao hỏi. Đúng cái này đủ luôn á. Tao cúng mình đổ trạc cái đổ thì tí chờ đợi nữa tao. Xong rồi kìa bạn quậy đi xong bỏ đường gì. Quýt đường nào không? Ai biết chơi chỉ mà chửi không? Không có tôi thấy. Quýt đón luôn. Cái này đi. Trời mỏng rồi. Ôi. Cái đó tính quýnh giày à khỏi phê xíu quýnh mỏng vậy đặt thiên nghĩa phê quýnh giày mà sao ra mỏng giờ tính xác cái này lấy gì quýnh còn hai để ghi lên để biết đừng edit 2, 3 tạc ra viết luôn chứ trời gì nữa giờ thoải mái tinh thần 98 chết mà luôn cái này à gà cái này thôi ui nó cúp rồi rồi tao đủ tao lên lấy lò trời bớt lại cái không đủ tao đâu đó là chết đủ đi thả là chết rồi rồi chưa có ai đủ đủ chưa đúng rồi không cái này dễ trúng quan trọng là đi được mấy điểm thôi chứ. Ừ. Ôi vậy cũng đang đang ngủ bi rồi kìa, đang ngủ bi rồi kìa. Bi gì với anh thế này cũng thôi. Rồi. Bi nói rồi. Thôi mệt nói đi. Nói. Nó nóng hoài. Rồi à. Không lẽ lòn trời. Mập. Trời ơi, xui dữ vậy. Ôi, bây giờ vậy. Này đang bệnh đủ rồi. Chứ nữa bây giờ tự nhiên còn đá lại thiệt da này còn lỗ nè tại nó lòn cũng chả luôn chứ ở đó hà lợi không giờ này còn chờ gì nữa điều bi điểm gì em cắt chơi luôn nha hai to cái gì không cắt nữa rồi sao kỳ lòn trời ơi lòn thiệt ui ơi không ngủ bi ngủ bi không cái đó quýnh ra là tặc ra ngủ bi mà mình chạy lên ngay chín người chín trời ơi chín gì mình bình dậy mà lòn trời ơi trời đúng là thời tới thiệt rồi đúng rồi thua mình rồi chặt cái đó thua còn rồi rồi xong rồi vô ngay luôn cố lên anh Thanh rồi sơn còn lắm rồi còn gì nữa. Không mang là kèo. Từ lúc vợ thắt điện xong là mới hết được. Ui một màn là kèo. Cay bệnh cay nhắc này lắm. Rồi chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.